Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Chú vịt con xem ảo thuật quá 180 phút và cái kết. Một con vịt xòe ra hai cái cánh là xưa rồi. Với việc phát triển của công nghệ thông tin, con người không ngừng phát triển, thì đâu đó đằng kia cũng có một chú vịt đang dần dần hòa nhập rồi đây. Với mong muốn có một tuổi thơ êm đềm và ước mơ dậy thì thành công, chú vịt ở clip trên phải ngày ngày làm trò mèo cùng cậu chủ của mình. Cậu chủ vẽ một đường thẳng là phải nghẽo liền để cậu chủ được vui. Đợi khi nào cậu chủ vẽ là nhịp tim thì mới được phép thở trở lại. Các bạn hãy tưởng tượng thử mà xem, nếu lỡ cậu bé mà quên vẽ lại nhịp thở thì không lẽ chú vịt con kia phải đăng xuất luôn hả ta? Fan này, cộng đồng mạng của muôn thú phải tốn nhiều giấy mực cho chú vịt con này rồi. Sống là phải chịu đựng, chủ bảo thì tớ phải nghe, nó làm khùng thì mình cũng phải làm điên cho vừa cái nư của nó. Đó là phương châm sống của chú vịt con trong clip trên.